Trước sự bùng nổ về công nghệ thông tin, công nghệ số, thời gian qua tình hình tội phạm lừa đảo trên mạng đang có chiều hướng gia tăng phức tạp, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội. Sau đây là một số hình thức giúp người dân nhận diện, tránh xa các giao diện, các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng. Cơ quan chuyên môn cho biết, có 24 hình thức lừa đảo trên các không gian mạng mà các đối tượng đang sử dụng với nhiều chiêu trò thủ đoạn tinh vi hướng đến đối tượng các lứa tuổi khác nhau nhằm lừa đảo tiền như du lịch giá rẻ, lừa đảo khóa SIM, lừa đảo gọi video giả danh nhân viên y tế, có người thân cấp cứu, chưa cho tuyển người mẫu nhí, trúng thưởng, giả danh các công ty tài chính kêu gọi đầu tư, giả danh các trang thông tin điện tử cơ quan bảo hiểm ngân hàng, giả danh công an, viện kiểm sát, chuyển tiền nhầm vào tài khoản. Một số dấu hiệu nhận diện lừa đảo trên mạng như yêu cầu chuyển tiền ngay, những lời hứa hẹn, lợi nhuận cao vô lý, các đường link lạ không rõ nguồn gốc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhiều lần.